bổ nhiệm nhân sự mới tại Quảng Nam, Sóc Trăng. Ngày 21 tháng 10, tại huyện Nông Sơn, tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tại hội nghị, ông Phan Văn Bình, Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1639 QĐTU ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ông Quảng Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Nông Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Sơn, điều động đến nhận công tác tại Văn phòng tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Tránh Văn phòng tỉnh ủy kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Quảng Văn Ngọc cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận với công việc được giao. Cùng ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ Công an tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định biệt phái công khai có thời hạn đối với Thượng tá Cao Thiện Hải, trưởng phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác tại Ban Nội chính tỉnh ủy Sóc Trăng để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Đại tá Bùi Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chúc mừng và yêu cầu Thượng tá Cao Thiện Hải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực ở vị trí công tác mới, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.